Theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tính đến 18 giờ chiều nay, 19 tháng 2, cả nước ghi nhận 15 ca mắc mới Covid-19, tất cả các ca này đều ở Hải Dương. Trong đó 13 ca là F1 đã được cách ly trước đó, một ca trong khu vực phong tỏa, các ca này không có nguy cơ lây lan đối với cộng đồng, một ca phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện. Công tác điều tra dịch tễ đang được tiếp tục thực hiện. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng là 1.463 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 770 ca. Hiện 13 tỉnh thành có các ca mắc gồm Hải Dương 590 ca, Quảng Ninh 60 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 36 ca, Hà Nội 35 ca, Gia Lai 27 ca, Bình Dương 6 ca, Bắc Ninh 5 ca, Điện Biên 3 ca, Bắc Giang 2 ca, Hưng Yên 2 ca, Hòa Bình 2 ca, Hải Phòng 1 ca và Hà Giang là 1 ca.